qua khỏi sông mê kim quân tình mẹ châu khê mẫu chờ con dài tái tê lòng vàng ban ân linh kỳ ba duyên ơi chốt truyền tâm kinh cứu tự linh khai truyền thiên lộ lữ trình thông tri lý đạo rõ tình thâm ân linh căn xưa tiền thân mẫu tăng tánh siêu phàm thông đạo tri ngọc trăng chiếu rọi diệu quyền cội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban chân tâm đạo hoàn toàn thâm thiết xưa cùng gì chẳng linh hồn sáng rồi gì ngôi trăng nhớ tuyền bích ngọc là nơi nhớ cửu trùng khá tình ngộ đại hùng minh ni mẫn lo phụng nhớ hành bốn phần cho tròn lời mẫu dài sắc son linh trời tuân mạng bảo tồn nguyên nhân thức tâm nội mê trần mong ảo tình trí lo tâm đạo dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên luật mẫu thì ban ân đắc ngộ pháp tiền căn nên thâm thành thực tu mới rành nghiệp duyên đạo chân chẳng mến bạc tiền quả lành gặp hai quy nguyên phản hồi sự kiên triết cõi trời tam giáo cội tam thanh điểm đạo linh căn long đình ngọc bội tư ân hoa sen đua nở mừng căn thiên lành kỳ tuyên lửa thực hành mới quý ơn lành nay mở hồi tam thiên con ơi nghe mẹ chỉ truyền ráng lo tu niệm khỏi phiền về lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan ham chi mà vội mơ màng cơ trời dân nước thành tàn khuyết thu con của mẹ thủy chung đạo lý thì sau này cao quý chi
ngọc ngà châu báu hường thân cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Ta đạo dễ lầm ta bi, nếu không truy đạo lý chánh truyền trao dồi tâm màng căn nguyên, dồi nghe chẳng xét khi màu truyền lầm ngay. Khó đạt gì trở về với mẫu, màng vô minh hố lầu vô đầy, chọn màu sắc tướng nhiệm sai, dựng hình tiếng Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị trong hồn, phép tài ảo thuật cứ bàn môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngủ mê lâu đời. Muốn tu tịnh chiều nhồi chiều khảo tư tưởng lành, chữ đạo nhất tâm rõ thân ma nghiệp phòi lầm, trong thân đối pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều đúc len muốn ăn, tạm dừng chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành chưa dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên nơi tình bước làm càng, quả thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ quên hồn tiêu hoài mãi sao. Sự phân luật định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để gió mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mê chia trả dây. Luật hình thương pháp chẳng sai, đau lòng của mẹ gái trai hằng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con, siêng năng lập đức bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân.
quỷ nhân loại mê hồn trầm luân. Biết phận sự con đừng than thở, tạo muôn đời nhắc nhở danh thơm. Nhục dinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá khảo nhồi, một lời thề nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ phân. Đổi già muôn đất thành đạo quả phải hành, chúng chuyên thử thách khi tồn sanh là đường tiến quá lực hành người tu. Học phép từ bi đức ân vạn sự khó bì, dầu cho lao khổ sắc gì bản thân. Thương nhớ mẫu phải cần lo đạo, mới xứng danh đền thất tổ cửu quyền sâm thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dầu khăm tương giàu sang khó sâm, phần thánh tiên dụng tâm thảo hiền, nghiệp đời dù lắm quan thiên, bằng lòng tu luyện máu liền giải quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ chần chờ để lấp tánh linh, để trận đồ bát quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ vì thời chẳng than. Màng ma quỷ còn đương trả trốn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, để tùy duyên kiếp độ nhân, dễ gì gặp đạo chánh chân màn này. Luận kinh Phật to bài đôi chút, đời lộn căng mực thước khó dò, tứ sanh thập loại nhỏ to
đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người rủ rượt tâm mang, hắn làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chỉ biết có bạc tiền danh lợi cứ tung hoành bị ỏi chẳng bằng, giết người cướp của độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là ngày trả quả nghiệp căn, chuyển xoay định luật công bằng, khảo nhồi thương phạt kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa yêu trung kỳ chót còn khá lo bỏ mót đức ân, chớ hàm mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đo đài. Dù gặp cảnh quả tai khó cứ cần định tâm hấp thụ điện quang, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng trong cơn sàn sai lớp màng đau thương. Các con nghĩ cho tường căn kè, nếu không thì ắt mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tạo hồn, dưỡng nuôi hấp thụ báo tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian lập hành bị lũ ma dù tâm mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn xứ tên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả chịu luân hồi dài trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng, sợ tội giữa toàn cộng đồng tam giáo chẳng tha, luật hình sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, phải dứt đi mới được đầu thai. Năng đền nghiệp qua trả dai cũng như mạng kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó
thành tâm nhìn trẻ như lạc lầm. Chuyển cho điện pháp quyền thâm, chỉ nguồn gốc cội đề tâm căn xương. Mạng tam giáo lọc lửa đảo quê quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bạn môn tà đạo vô căn, hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc kỳ cội tiền căn, ngồi xưa với bò nghiệp trần đeo mang. Sự vai trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nợ phụ vong. Chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tâm chân hồn giá trị, nhớ mê lầm ma quỷ lời danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi biện minh. Nghe theo tà mê lầm tin, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cánh âm ngô tâm tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngô bụi nặng nề, kiếp thâu trở về thiên thôn. Cơ ân xa tận cùng mang chốt, Phật thánh tiên cứu giấc linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bơ con, đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật, dù khảo nhồi tâm Phật đừng lơi. Yêu ma dù có lắm lời ngọt ngon, dù dỗ theo đời thì thầy nhất quyết một lòng dĩ đạo, nhớ buồn đời sáng tạo linh căn. Ngọc châu dụng pháp đạo vàng, trong thân sẵn có bảo toàn chân linh. Dù tài phép yêu tinh có giỏi, lòng đức tin cứng cỏi cố dình. Đạo là chân lý cao minh, đạo không sắc tướng hữu hình ngoài thân. Đời mà kiếp dương trần hồn loạn,
lắm mưu mô đủ hạng ở con. Tạo hình dựng cốt mê hồn, vẽ tên tiên Phật để con lạc lầm. Khó biết chỗ đạo tâm quan trọng, pháp vô vi mở rộng trần gian, chiếu soi nhật nguyệt gần tàn, đắc thông ngũ tàng bảo toàn tánh linh. Chuyên nội thân tâm minh định trí, ngồi quán thông pháp lý chân không, hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng có tìm thảo cho tường, mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh. Chúng quỷ kế giả hình tiên Phật, xưng vị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời thiêu dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màng lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra tranh tài trên giáo Phật tiên. Giả hình giả tưởng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như mẫu chung còn bôi bát, cho mẫu đây vào hàng đau tàn. Con ơi, lòng mẹ nay tạo vậy mà vật chi, đồ vật chất để thì nuôi dưỡng cho âm thân có được tu hành. Sanh tâm lòng già bất cứ lành, chế bay vật mẫu phải đành đỏ thân. Dù mang kiếp làm thân cũng mơ thế, vô lễ còn khi dễ kiêu căng. Phật nào giả dối ngang tàn, bất chi chân lý đọa mang cơ ân xa. Mặt tình thấy sự, muốn nói gì ngôn ngữ chẳng chuyên, sau này đừng có trách phiền. Thần quan tả hữu ghi liền chẳng sao
Như Lai vơn truyền. Con của mẹ hãy nguyện nhẫn nhục, đèn đức ân phổ phục bể rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới mong còn. Một lòng vì mẹ rất son, ráng lo làm đạo bảo toàn kiếp châu. Đừng xa ngã vui trần con gì, để ma dương lũ quỷ vớt hồn. Xa vào trận địa bàn môn, hảo danh trục lời chẳng còn mạng sanh. Mẹ thương con vì căn mẹ tao, nên khai truyền lý đạo chân linh. Đó là cô mơ nhột ngỡ thâm tình, đừng lầm mối đạo chân linh mịt mờ. Dầu ba đạo tạm thời đắc chí, các con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chớ nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, vẫn chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên câu mẫu tạo thiên ban, xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tìm giáo chủ Tây Ba Hồ, chẳng hỏi giấy chào. Ý mình con mẹ thiên cao, chế ngài dạy tiếng chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, chốn mẹ hiền xuống tận coi ngủ ma quá phép dậy rồi. Nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây, cho linh tử đánh sai mùi tục, để thỏa lòng giận tức bá hầu. Cũng là phạm luật thiên cho nên ở mãi trần lao hai đời. Chiêu kỳ ba luật khi trời mở rộng, lập đạo màu cứu rồi đinh căn. Thoát nơi nghiệp quả hồng
trần được về bốn đất nguyên nhân chực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyển đại phong thần lửa tuyển linh căn, chọn con hiền đức nghĩa nhân rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ mới thoát khỏi cuộc đời mê muội lo tu hành chuộc tội căn xương. Lòng qua tạm giáo lòng lừa chuyển cơ thánh đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ luyện tâm hồn tự độ si mê dâng lời của mẹ từ bi giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn lập công qua mốt bọn đức hạnh dụng công phu sửa tâm diệu hiền công trình dân chí thần tiên tam công trọn vẹn thành tiên tại trần tạo chân lý quần thần trọng đại khá phục hồi quán cài tâm linh ơn cha nghĩa mẹ thâm tình ơn thầy nghĩa chúa hy sinh cho tròn cố thực hiện bảo tồn không hành cũng chỉ hoài công giang sơn gắn dốc non sông phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền Phật đâu để người hiền mắt quả kẻ ác hung dưỡng quả chẳng sai dù cho phương kế sắp bài cũng không qua khỏi được ngay luật trời nếu không sớm kịp thời tính ngộ để đến ngày thiên số định xác trần bỏ lại còn chi hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đọa đài mẹ nói trước con ở nay đều lấy rồi sau này khỏi phải trách phiền cuộc đời lắm nỗi đào điên không nghe lời mẹ chỉ phiền đọa sang cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ lực thiên đều chẳng có gì tư dù cho lãnh sứ mạng trời mà làm sai luật cũng thời trị răng hoặc các bậc ni tăng học đạo ham quy quyền gây tạo
trần cũng đều bị luật trì răng, tùy theo nghiệp tội xử phân công bình. Luật tiên quá vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới khôn, đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ tỏ hết bao lời dấu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu vận chuyển, tới càng khôn linh hiện cơ quan. Thất sơn báo ngọc lầu vàng, là cơ lập hội minh hoàng sự phân. Đến ngày đó linh căn tề tựu, nghe pháp truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài thay đều chầu trực trước ai bề rồng. Có cộng đồng phân xử, công quả tròn được dự kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đài, vào nơi ngục thấp khổ uy xác hồn. Con ơi sự mất còn thăm khôn dạy mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sinh ra chân thầm. Mãi âm dương xoay dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả tinh di. Bằng mẹ diêu trì lo con mọi sự nể gì khổ lao. Từ tạo quá thiên cao trời đất, sinh muôn loài vạn vật hữu hình, có hai Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bán bưu kinh luân tham bảo, tuổi vàng năng chân đạo linh hồn cho con. Phân đời thương cố
tròn đức ân. Nay đến luật xoay dần mặt kiếp đời hạ quân, tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiến quá đổi thay, lập đời thánh đức kỳ thượng lai thanh bình. Nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để xây sàn gội rửa tay trần. Tam kỳ mở hồi long dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thời. Sự báo ưng cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sông tháp cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mai mỉa phụ dông. Tình thương Phật mẫu đại đồng, qua sanh giảng ức trần hồng linh căn. Chỉ khắp vi ca hồng trần thế giới, ngài định kỳ sắp tới con ơi. Sáng tu cho kịp ngài giờ, rèn lòng sửa tánh nhớ lời mẫu khuyên. Đừng ngu dại mê tìm má quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma xứng hô đủ kế gạt lường chung sanh. Nơi sơn thất sanh dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng. Thanh bần đừng tôi gắng công, ngày sau trộn đạo như phỉ lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tột, làm tay sai cho bọn quỷ